Sáng nay tại tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ bàn giao đất sau khảo sát kỹ thuật giả phá bom mìn giai đoạn 1 thuộc dự án Việt Nam Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Dự án gồm 4 hợp phần: khảo sát kỹ thuật và giả phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, hỗ trợ hệ thống quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn. Gần 150.000 người dân, học sinh, sinh viên tại hai địa phương đã được tuyên truyền nâng cao nhận thức về bom mìn, đồng thời thí điểm hỗ trợ hai nạn nhân bom mìn lắp tay điện cùng hàng trăm nạn nhân bom mìn được hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng. Kết thúc giai đoạn 1 của dự án, đã có 16.880 ha đất được khảo sát kỹ thuật, trong đó đã giả phá bom mìn trên diện tích hơn 5.700 ha đất đai. Qua khảo sát và giả phá đã phát hiện, thu gom và hủy nổ nhiều loại bom mìn vật nổ tại địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.